Bỗng nhiên, Diệp Thần cặp mắt bên trong bạo phát ra vô cùng là ánh sáng sáng chói, hắn mặt lộ mỉm cười nói, cái loại này chuyện tốt, ta làm sao có thể bỏ qua đâu. Ta phải đối mặt kình địch, không một ngoại lệ, cũng rất cường đại, cho nên, ta phải thay đổi mạnh hơn. Vậy run rẩy, là hưng phấn run rẩy. Cùng vực ngoại cao cấp yêu nghiệt tranh đoạt cơ duyên, chỉ là suy nghĩ một chút, liền để cho hắn nhiệt huyết sôi trào à. Ngay tại lúc này, một người làm vội vàng đi vào, lại là ở Hôi lão bên tai nói mấy câu, nhất thời Hôi lão sắc mặt đại biến. Diệp Thần phát giác không đúng, hiếu kỳ nói, Hôi lão, phát sinh cái gì? Hôi lão thở dài một tiếng, xảy ra một kiện không tốt sự việc. Không tốt sự việc, Diệp Thần có chút không hiểu nhìn Hôi lão. Hôi lão ánh mắt chớp động nói, Diệp tiểu tử, người cũng biết, thần uyên mặc dù không được nhập thế, nhưng thời khắc nắm chặt toàn bộ vực ngoại tin tức, ngay vừa mới rồi, ta lấy được một cái quan hệ đến Bắc Lăng Thiên Điện, một vị họ Nhâm trưởng lão tin tức. Diệp Thần nghe vậy, ngay tức thì con người có giúp một cái. Bắc Lăng Thiên Điện. Trong đại điện, Bắc Lăng Thịnh ngồi ở chủ vị lên, xuống mặt chính là một đám Bắc Lăng Thiên Điện trưởng lão. Ninh Xích Âm mặt đầy hàn sương mở miệng nói, đế quân. Nhâm lão đều bị vậy Đông Hoàng Vong Cơ đối đãi như vậy, vì sao chúng ta vẫn không thể ra tay? Bắc Lăng Thịnh trầm mặc chốc lát, trong mắt cũng là tràn đầy vô cùng lửa giận, thân thể cũng bởi vì tức giận hơi có chút run rẩy mở miệng nói, cái này, là Nhâm lão giao thay chúng ta. Tuyệt đối, không thể bởi vì hắn đối với Đông Hoàng Thiên Điện ra tay. Một tên trưởng lão gật đầu một cái nói, không sai, Xích Âm, người có thể biết Đông Hoàng Vong Cơ hôm nay cảnh giới hình học. Chúng ta hiện tại cùng Đông Hoàng Thiên Điện khai chiến, cuối cùng, mất đi rất có thể là chúng ta. Trong chốc lát, toàn bộ đại điện cũng yên lặng xuống, bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Ngay tại lúc này, một tên Bắc Lăng Thiên Điện đệ tử, đột nhiên thần sắc hốt hoảng chạy vào trong đại điện, hướng về phía Bắc Lăng Thịnh bẩm báo, đế quân, không xong. Đông Hoàng Vong Cơ tên khốn kia, lại là tuyên bố, Nhâm lão đối với hắn bất kính, phạm vào tội chết, 3 ngày sau. Liền muốn ở thiên nhân vực lớn thứ nhất thành, Linh Đô Thành, đem Nhâm lão chém đầu răn chúng. Cái gì? Cái này một tí, toàn bộ trong đại điện các trưởng lão đều là ngay tức thì đứng lên, trên gương mặt tràn đầy âm trầm cùng vẻ phẫn hận. Bắc Lăng Thịnh cắn răng nói, xem ra, lần này Đông Hoàng Vong Cơ là thiết tim muốn ép Diệp Thần xuất hiện à. Ninh Xích Âm giờ phút này, mắt đẹp bên trong đã là sát khí sôi trào, nàng nhìn về phía Bắc Lăng Thịnh hỏi, đế quân. Chúng ta làm thế nào? Bắc Lăng Thịnh trong mắt tàn khốc chớp mắt nói, nếu Đông Hoàng Vong Cơ không đem ta Bắc Lăng Thiên Điện làm người, chúng ta há có thể rụt rè e sợ. Ngay trước mọi người chém đầu ta Bắc Lăng Thiên Điện trưởng lão. Ha ha, chỉ cần ta Bắc Lăng Thịnh còn sống một ngày, liền tuyệt sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Hiện tại, tất cả Bắc Lăng Thiên Điện trưởng lão theo ta đi Linh Đô Thành. Ninh Xích Âm trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng, trong đại điện. Đám người rối rít đáp, Đông Hoàng Vong Cơ chân thực thật là quá đáng, hiện tại, hai bên đã là không chết không thôi, không có bất kỳ hòa hoãn đường sống, vốn có chút kiêng kỵ Đông Hoàng Vong Cơ thực lực trưởng lão, giờ phút này cũng là hoàn toàn thay đổi thái độ. Cùng lắm thì chết, cũng phải liều mạng rốt cuộc. Nếu không, Bắc Lăng Thiên Điện đem căn bản không cách nào ở thiên nhân vực đặt chân. Táng Thiên Hải bên trong, một đạo độn quang ở trên biển khơi không cực nhanh bay trên không. Mang theo đợt khí, thậm chí ở trên mặt biển để lại một đường thật dài vệt trắng. Nếu là có người thấy một màn này, nhất định sẽ bị kinh điệu cằm, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, có người có thể đủ ở Táng Thiên Hải trên phi hành à. Hôi lão mang Diệp Thần bay vùn vụt Táng Thiên Hải, bọn họ trước mắt dần dần xuất hiện một tòa thành trấn đường danh, chính là vậy Đông Phong Thành. Rất nhanh, Hôi lão liền ở Đông Phong Thành bến tàu chỗ, rơi xuống thân hình. Hắn nhìn về phía Diệp Thần nói, Diệp tiểu tử, lão phu không được nhúng tay thế sự, huống chi, thần uyên còn cần ta chấn giữ, lại không thể cùng ngươi cùng đi. Diệp Thần trong mắt mang kính ý, đối với Hôi lão thi lễ một cái nói, Hôi lão có thể mang ta tốc độ nhanh nhất rời đi Táng Thiên Hải, ta đã là vô cùng cảm kích. Vừa nói, hắn giọng run lên nói, huống chi, Đông Hoàng Vong Cơ hẳn do ta tự tay chấm dứt. Hôi lão gật đầu một cái nói, thằng nhóc, đừng chết. Ngươi trên mình còn gánh vác vực ngoại tương lai. Diệp Thần cười nói, ta người này, mệnh cứng rắn rất, Đông Hoàng Vong Cơ. Bằng hắn, còn không giết được ta. Dứt lời, hắn liền vừa quay người,
dần dần không nhìn thấy ở Đông Phong Thành bên trong. Hắn thời gian rất cấp bách, phải ở bên trong 3 ngày, chạy tới Linh Đô Thành. 3 ngày sau, Linh Đô Thành, ở vào Thiên Nhân Vực Đông Bộ, thuộc về Đông Hoàng Thiên Điện trong vòng phạm vi quản hạt, cũng là đến gần nhất Đông Hoàng Thiên Điện chỗ thành trì. Cái này một tòa Linh Đô Thành, mặc dù vô cùng sầm uất, khí tướng trang nghiêm, được gọi là Thiên Nhân Vực lớn thứ nhất thành, có thể, trên thực tế, toàn thể thực lực hạng không hề cao. Nói cách khác, cái này lớn thứ nhất thành hào nhoáng bên ngoài. Mà hôm nay, ngày xưa tràn đầy vui sướng không khí Linh Đô Thành, nhưng là bị một loại sơ sắc tiêu điều không khí, bao phủ. Bởi vì, hôm nay là tử hình ngày, đối với một tên thiên điện trưởng lão tử hình ngày. Ở Linh Đô Thành nơi trung tâm, đã dựng lên một khối đài cao, tử hình đài cao. Một đạo cả người vết máu, tóc tai bù xù bóng người, giờ phút này, nhưng là bị hung hãn đóng vào đài tử hình trung ương, đứng thẳng một cây cột bên trên. Cái này cây cột, cũng không phải là thông thường cột, mà là một cây hiện đầy vết máu, bẩn thỉu vô cùng, tản ra từng cơn xú khí cột. Cái này cột bị Đông Hoàng Vong Cơ gọi là sỉ nhục trụ, mà Nhâm lão, giờ phút này đang bị đóng vào sỉ nhục trụ bên trên. Đài tử hình phía dưới, đã tụ tập không ít võ giả, công khai tử hình một tên thiên điện trưởng lão, cái này còn là lần đầu tiên à. Đông Hoàng Vong Cơ, nhìn một cái bầu trời mặt trời, có chút tiếc nuối đi tới Nhâm lão trước mặt nói, lão con rùa đen, xem ra, người kiên chỉ không có giá phải trả à. Hiện tại, hành hình thời gian sắp đến, những người đó, liền bóng dáng cũng không thấy được à. Ngươi nói, ngươi có phải hay không chết vô ích? Ngay tại lúc này, một tiếng quát chói tai bỗng nhiên vang dội cả tòa Linh Đô Thành. Đông Hoàng Vong Cơ, hiện tại, lập tức cho bản đế, đem Nhâm lão phóng thích. Vậy đài tử hình hạ, vây xem võ giả nghe vậy, rối rít đưa mắt, hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, chỉ gặp, một chiếc phi thuyền bên trên đứng thẳng mấy đạo nhân ảnh. Mà những người này, mỗi một cái cả người cũng tản ra vô cùng là mênh mông hơi thở. Những người này, chính là Bắc Lăng Thiên Điện đám người. Cùng lúc đó, mấy tên thái chân cảnh cường giả cũng là xuất hiện ở vậy đài tử hình chung quanh, những người này chính là Đông Hoàng Thiên Điện trưởng lão. Đông Hoàng Vong Cơ nhìn mặt đầy âm trầm Bắc Lăng Thịnh vô cùng là khinh thường mở miệng nói, ha ha, Bắc Lăng Thịnh, người có tư cách và bản đế nói như vậy sao? Ta chính là không buông người. Thì như thế nào? Giờ phút này, những cái kia vây xem võ giả, sắc mặt đều là biến đổi, bọn họ nhìn Bắc Lăng Thịnh cùng Đông Hoàng Vong Cơ các người mặt đầy sợ hãi vẻ. Chẳng lẽ, cái này hai đại thiên điện, thật muốn ở chỗ này khai chiến sao? Cho tới nay, cũng yên lặng không nói Nhâm lão, giờ phút này nhưng là thân thể rung rung một tí, hắn chợt ngẩng đầu lên, chuyển hướng Bắc Lăng Thịnh đám người nói chuyện phương hướng, quát to, đế quân, các ngươi tới nơi này làm gì? Mau trở lại thiên điện bên trong à. Mà Bắc Lăng Thịnh các người thấy Nhâm lão mặt mũi lúc đó, đều là hơi sững sờ, một khắc sau, ầm một tiếng, mấy đạo khí tức vô cùng cường đại, hoàn toàn bùng nổ. Bắc Lăng Thiên Điện đám người, mỗi một cái đều là cặp mắt ứ máu, gân xanh cuồng loạn, sát ý mãnh liệt, trong cơ thể linh lực không cách nào khống chế cực nhanh vận chuyển, tựa như phải bị giận đốt lửa đốt thành cho tàn vậy. Nhâm lão cặp mắt, thậm chí là lỗ mũi, đều đã bị Đông Hoàng Vong Cơ miễn cưỡng cắt lấy, toàn bộ gương mặt không lành lặn không chịu nổi, có thể tưởng tượng hắn được hạng tàn khốc hành hạ. Cho ta chết, chấm than, Ninh Xích Âm sát ý cuồng trào, ngay tức thì ra tay, một đạo tràn đầy sát khí ngút trời kiếm quang đỏ ngầu, ngay tức thì hướng Đông Hoàng Vong Cơ cuộn sạch đi. Một đám Đông Hoàng Thiên Điện trưởng lão thấy vậy, không khỏi sắc mặt biến đổi, kinh hô, đế quân, chú ý. Một kiếm này uy lực vô cùng là khủng bố, liền bọn họ đều là ở kiếm quang này bùng nổ ngay tức thì, cả người lông tơ đảo thụ, cảm nhận được liền chí mạng khí tức nguy hiểm. Có thể, Đông Hoàng Vong Cơ đối mặt một kiếm này nhưng là thần sắc sửng dưng, khóe miệng dương lên vẻ khinh thường nụ cười, tiện tay một trưởng đánh ra. Một đạo to lớn trưởng ấn ngưng tụ ở trước người của nó, hướng vậy kiếm quang đỏ ngầu bắt đi, lại là miễn cưỡng đem Ninh Xích Âm chém ra kiếm quang, nắm ở trong tay. Đông Hoàng Vong Cơ cười lạnh nói, đây chính là cái gọi là tu la tuyệt sát. Ha ha, bất quá như vậy. Tiếng nói vừa dứt, dấu tay kia dùng sức, ngay tức thì đem đạo kiếm quang kia, tạo thành nghiền. Nguyên bản khí thế hung hăng Bắc Lăng Thiên Điện đám người, thấy một màn này đều là không khỏi tròng mắt run lên. Ninh Xích Âm hôm nay cũng coi là Bắc Lăng Thiên Điện bên trong cực kỳ cường đại tồn tại,
có thể, dù vậy, đối mặt Đông Hoàng Vong Cơ tựa hồ căn bản không có cùng chống lại lực lượng à. Ninh Xích Âm lại là chặt chẽ cắn răng, mặt đầy vẻ không cam lòng. Cho tới nay, Nhâm Lão cũng đối với nàng chiếu cố có thừa, có thể hiện tại Nhâm Lão bị hành hạ, làm nhục, mình thân là cái gọi là Bắc Lăng Thiên Điện Thiên Kiêu lại là không thể ra sức. Vậy hành hạ Nhâm Lão cửu nhân, liền đứng ở mình trước mặt, có thể nàng nhưng không có đem cái này Đông Hoàng Vong Cơ chém giết thực lực. Loại cảm giác này, thật là phải đem nàng ép điên rồi. Đông Hoàng Vong Cơ cùng Bắc Lăng Thiên Điện đám người giằng co, trong chốc lát, hai bên cũng không có sẽ ra tay. Hắn khẽ mỉm cười nói, các vị, trên thực tế, muốn cho ta thả lão này, vậy không phải là không có biện pháp, mạng hắn, đối với ta mà nói, cũng không trọng yếu. Bắc Lăng Thịnh nghe vậy, thần sắc động một cái nói, biện pháp gì? Dưới mắt, giữ được Nhâm Lão mới là trọng yếu nhất. Đông Hoàng Vong Cơ ngưng mắt nhìn Bắc Lăng Thịnh, giọng, dần dần băng hàn liền đi xuống nói cho ta, Diệp Thần ở nơi nào? Trong chốc lát, Bắc Lăng Thiên Điện đám người, đều là trong lòng rét một cái. Diệp Thần. Đông Hoàng Vong Cơ làm được tình cảnh này, lại là bởi vì Diệp Thần. Bắc Lăng Thịnh nghe vậy, sắc mặt vô cùng bình tĩnh nói, nếu như ta nói cho ngươi, ta cũng không biết, ngươi tin không? Đông Hoàng Vong Cơ cười nói, ta tin, bất quá, như vậy, Bắc Lăng Thiên Điện coi như phải xui xẻo. Xui xẻo, một tên trưởng lão nhướng mày nói, cái này, là ý gì? Đông Hoàng Vong Cơ nhìn trưởng lão kia một mắt, trên mặt lộ ra lau một cái nụ cười dữ tợn nói, bởi vì, nói như vậy, ta chỉ có đem các ngươi những thứ này Bắc Lăng Thiên Điện người bắt lại, một ngày giết một cái, cho đến Diệp Thần xuất hiện ở ta trước mặt mới ngưng. Tiếng nói vừa dứt, Đông Hoàng Vong Cơ trong mắt hung quang chớp mắt, ngay tức thì hướng Bắc Lăng Thiên Điện đám người vào tới. Đáng chết, Bắc Lăng Thịnh thầm mắng một tiếng, cái này Đông Hoàng Vong Cơ thực lực so bọn họ dự đoán mạnh hơn được hơn. Trong chốc lát, Bắc Lăng Thiên Điện đám người rối rít ra tay, tất cả loại quy luật lực ở Linh Đô thành bầu trời phun trào, đạo đạo chói mắt ánh sáng rực rỡ, không ngừng bốc lên. Đông Hoàng Vong Cơ lại là lấy lực một người độc chiến Bắc Lăng Thiên Điện rất nhiều cường giả à. Cơ hồ có thể nói, Đông Hoàng Vong Cơ, một người đối mặt ngay ngắn một cái trời điện. Thậm chí, còn ở giao thủ bên trong chiếm thượng phong. Vây xem một đám võ giả, giờ phút này đã hoàn toàn bị Đông Hoàng Vong Cơ mạnh mẽ nơi thuyết phục. Nhìn Đông Hoàng Vong Cơ ánh mắt đều là màng bái thần minh vậy ánh mắt. Phen này đại chiến, không có kéo dài bao lâu, không tới ba nén nhang thời gian, Bắc Lăng Thiên Điện một đám cường giả, tựa hồ cũng không cách nào kiên trì. Mà Đông Hoàng Vong Cơ nhìn Ninh Xích Âm, trong mắt lóe lên tham lam lửa nóng thần sắc, hắn cả người linh lực một thịnh, liền hướng Ninh Xích Âm phát động hơn nữa hung mãnh thế công. Ninh Xích Âm mặt đẹp hơi có vẻ trắng bệch, miễn cưỡng ngăn cản Đông Hoàng Vong Cơ mấy chiêu sau đó, chính là miệng phun máu tươi, hơi thở xốc xếch, ngã ở một nơi nóc phòng bên trên. Xích Âm, Bắc Lăng Thịnh hét lớn một tiếng, liền dẫn Bắc Lăng Thiên Điện các trưởng lão, không muốn sống vậy hướng Đông Hoàng Vong Cơ, nhào tới. Nhưng lúc này đây, bọn họ nhưng là bị Đông Hoàng Thiên Điện các trưởng lão cản lại. Đông Hoàng Vong Cơ mặt lộ vẻ cười gằn, từng bước một hướng Ninh Xích Âm đi tới, trong mắt ánh sáng bộc phát đói khát, tham lam, làm người ta sợ hãi đứng lên. Ninh Xích Âm lạnh lùng nói, Đông Hoàng Vong Cơ, người phải làm gì? Làm gì? Đông Hoàng Vong Cơ cười một tiếng nói, ta không phải nói, phải đem các ngươi từng cái giết, ép Diệp Thần xuất hiện sao? Bất quá, đối phó ngươi, ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp tốt hơn, nếu như, ngươi còn có người vậy người em gái, đều bị bản đế đoạt lấy, vậy phỏng đoán so giết các ngươi, đối với Diệp Thần thằng nhóc kia đả kích lớn hơn chứ. Ngươi, Ninh Xích Âm mắt đẹp run lên, cái này Đông Hoàng Vong Cơ, thật là hèn hạ vô sỉ tới cực điểm. Nàng trong mắt ngoan tuyệt vẻ trước mắt, trong đan điền hơi thở sao động, thì phải trực tiếp từ bảo. Có thể, Đông Hoàng Vong Cơ nhưng là khinh miệt cười một tiếng nói, hiện tại. Ở ta trước mặt, ngươi liền tự bảo tư cách cũng không có. Tiếng nói vừa dứt, chỉ một cái nhanh như tia chớp điểm ra, đầu ngón tay ánh sáng chớp mắt, trực tiếp đem Ninh Xích Âm linh lực hoàn toàn phong ấn. Cái này một tí, Ninh Xích Âm mặt đẹp bên trên rốt cuộc hiện lên vẻ tuyệt vọng vẻ. Đông Hoàng Vong Cơ liếm môi một cái, hắn hấp thu tổ vu máu tươi sau đó, tánh tình cũng là phát hiện thay đổi, trong đầu luôn là tràn đầy tất cả loại tà niệm. Giờ phút này, hắn nhìn đẹp tuyệt vọng Ninh Xích Âm,
lại là sinh ra một loại ngay trước cái này rất nhiều người vây xem mặt trực tiếp đem, tại chỗ xử tử xung động. Cái này xung động tới một cái, lại là lại cũng áp chế không nổi nữa. Giờ phút này, Đông Hoàng Vong Cơ tựa như hóa thân làm giống như dã thú, trực tiếp nhào vào Ninh Xích Âm thân thể mềm mại bên trên. Ninh Xích Âm sắc mặt biến đổi điên cuồng đấu tranh. Có thể, giờ phút này nàng bị thương rất nặng, liền linh lực cũng bị phong ấn, há lại là Đông Hoàng Vong Cơ đối thủ. Mắt thấy, Đông Hoàng Vong Cơ bàn tay liền phải rơi vào liền vậy ngọc thể bên trên lúc đó. Gào to một tiếng bỗng nhiên ở Linh Đô thành bầu trời vang lên. Đông Hoàng Vong Cơ, Hứa Yến Linh cùng Vạn Vô Quang, đều là ta giết, rất nhanh, ta cũng sẽ đưa ngươi đi xuống, cùng bọn họ. Chỉ gặp, một đạo thân ảnh từ chân trời hiện lên, một cái chớp động, liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cho dù là Đông Hoàng Vong Cơ, thời khắc này sự chú ý, vậy ngay tức thì bị hấp dẫn. Chỉ vì là câu kia, Hứa Yến Linh cùng Vạn Vô Quang đều là ta giết. Hắn trong mắt lóe lên cực kỳ hung tàn, tức giận, hận ý vô cùng thần sắc. Ninh Xích Âm tựa như ngay tức thì mất đi hấp dẫn, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời bên trong đạo thân ảnh kia. Đột nhiên này xuất hiện người, dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Diệp Thần cùng Đông Hoàng Vong Cơ đối mặt, ánh mắt của hai người ở trên không khí bên trong va chạm, tựa hồ bạo phát ra một hồi ánh lửa điện mang. Sau đó, Đông Hoàng Vong Cơ cười, được như ý cười. Diệp Thần tới thật. Xem ra, thằng nhóc này so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn càng ngu xuẩn một chút. Mà Nhâm Lão, Bắc Lăng Thịnh các người chính là rối rít sắc mặt biến đổi. Bọn họ cũng không hy vọng Diệp Thần xuất hiện à. Diệp Thần rất nghịch thiên, có thể, hôm nay Đông Hoàng Vong Cơ, nhưng mà có cực kỳ thực lực cường đại. Chớ nói chi là, hắn còn có thiên điện chí bảo Vân. Vân, có thể nói, bây giờ Đông Hoàng Vong Cơ sâu không lường được. Diệp Thần mạnh hơn nữa, đối với Đông Hoàng Vong Cơ chỉ sợ cũng không có có thể còn sống chứ. Đặc biệt là Nhâm Lão. Hắn bị Đông Hoàng Vong Cơ bắt giữ sau đó, gặp phải khó có thể tưởng tượng hành hạ, nhưng mà, như vậy loại hành hạ cũng đền bù không được thời khắc này đau tim, áy náy à. Đều là bởi vì hắn, Diệp Thần mới sẽ trúng Đông Hoàng Vong Cơ vòng bộ. Nhâm Lão không để ý thương thế, gân giọng gào thét nói, Diệp tiểu tử, đi. Nếu như ngươi còn làm ta họ Nhâm chính là trưởng bối, liền đi cho ta. Diệp Thần nhìn Nhâm Lão một mắt, cho dù lấy tâm tính của hắn đều là không nhịn được ánh mắt run lên. Rồi sau đó, trong mắt chính là căm giận ngút trời. Bởi vì hắn, Nhâm Lão chịu khổ. Hắn mặt không thay đổi nhìn Đông Hoàng Vong Cơ nói, đây là ngươi làm. Đông Hoàng Vong Cơ nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, ha ha, như thế nào, không tệ chứ. Nha, đúng rồi. Quên nói cho ngươi, lão già kia bị đóng vào sỉ nhục trụ trên, sỉ nhục này trụ phía trên mùi thúi, ngươi ngửi thấy sao? Cái này mùi thúi, sẽ dung vào lão già này máu thịt bên trong, cả đời sẽ không tiêu tán. Ừ, đi về sau, bất luận hắn đi tới chỗ nào, cũng sẽ cho người cảm thấy buồn nôn, xem thường, xem một con chó chết, như thế nào, bản đế thủ đoạn có phải hay không cũng không tệ lắm. Diệp Thần trầm mặc chốc lát, ánh mắt u hàn vô cùng. Hắn trầm giọng nói, Đông Hoàng Vong Cơ, ngươi còn nhớ ngày đó, ở Viêm Thật Vực, ta đã nói sao? Ngày khác, ta nhất định sẽ đạp bằng toàn bộ Đông Hoàng Thiên Điện, ngươi đợi rất lâu rồi chứ? Hiện tại, ngày này đã tới. Giờ phút này, vậy chung quanh võ giả lại là một hồi sợ hãi. Đạp bằng toàn bộ Thiên Điện. Lời như vậy, là người nói sao? Thiên Điện, đây chính là truyền thừa vô số năm tháng, nội tình vô cùng. Chân chính đồ vật khổng lồ, mỗi cái thiên điện đều có mấy tên thái chân cảnh cường giả tồn tại, nơi nào là ngươi nói đạp bằng, là có thể đạp bằng. Mà sợ hãi sau đó, rất nhanh chính là châm chọc. Mới vừa, Diệp Thần lời nói quá kiêu ngạo, bọn họ bị trấn trụ, cũng không có chú ý tới Diệp Thần tu vi. Hiện tại, không ít người trong mắt đều hiện lên liền nồng nặc khinh thường. Thủy Nguyên Cảnh, còn cái gì giết Hứa Yến Linh, Vạn Vô Quang? Khôi hài sao? Trang cũng phải có cái hạn độ chứ. Đông Hoàng Vong Cơ cũng là ha ha phá lên cười nói, Diệp Thần, người vẫn là một như thường lệ không biết trời cao đất rộng à. Không biết ngày hôm nay, có còn hay không những cái kia khủng bố tồn tại, có thể bảo vệ ngươi mạng nhỏ. Không có, bản đế bảo đảm, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Đông Hoàng Vong Cơ chính là cả người linh khí cuồn cuộn,
liền muốn ra tay. Hắn nhẫn nại không nổi nữa. Máu sôi trào, nội tâm gầm thét à. Hắn cũng không biết bao nhiêu lần nằm mơ, mộng gặp mình đem tiểu tử đáng chết này hung hăng nghiền ép. Diệp Thần khóe miệng dương lên một tia cười lạnh, liền muốn ra tay, có thể giờ phút này, Bắc Lăng Thịnh nhưng là mang một đám Bắc Lăng Thiên Điện trưởng lão, chắn Diệp Thần trước mặt, hắn sắc mặt căng thẳng nhìn về phía Diệp Thần, gào thét nói, thằng nhóc, rời đi nơi này, ngươi yên tâm, bản đế nhất định sẽ cứu Nhâm lão. Diệp Thần hơi sững sờ, đang muốn nói gì, có thể Đông Hoàng Vong Cơ công kích tới. Giờ phút này, Đông Hoàng Vong Cơ cả người tản ra vô cùng kinh khủng khí vận, trong tay, nhiều hơn một chuôi giống như xiềng xích vậy nhuyễn kiếm, vậy nhuyễn kiếm ở trên không khí bên trong, một cái dạo rực, liền giống như thần long nhất vậy, lôi cuốn đầy trời kiếm khí, hướng Diệp Thần vặn cổ tới. Một kiếm ra, Linh Đô Thành tựa hồ cũng phải bị chém thành mảnh vỡ vậy. Vô cùng là đậm đà quy luật lực, ở kiếm khí bên trong chảy xuôi, không khí bên trong, tràn ngập kiếm mùi vị. Tất cả người, đều là lạnh, thấu xương rét lạnh, máu đông lạnh. Tựa hồ, có vô số chuôi mềm mại lợi kiếm, quấn quanh ở trên thân hình, phải đem bọn họ vặn là thịt nát vậy. Liên liên Diệp Thần đều là mặt hiện một vẻ ngoài ý muốn, hắn cũng không phải là rung động tại một kiếm này, mạnh bao nhiêu, mà là từ một kiếm này bên trong, cảm nhận được liền một điểm thứ khác. Nói chính xác là vô lực lượng. Diệp Thần có bách tà thể, hơn nữa còn từ tà lão nơi đó, hấp thu tử lượng cao tà khí, tự nhiên đối với cái này vô lực lượng cũng không xa lạ gì. Giờ phút này, bị Diệp Thần khốn tại luân hồi bia bên trong, cho tới nay cũng không có so trầm mặc tà lão, đột nhiên chân mày khều một cái nói, thằng nhóc, người vận khí tới. Vận khí, Diệp Thần trong mắt lóe lên một tí, không rõ ràng. Tà lão nói, tên này không biết từ nơi nào cắn nuốt rất nhiều tổ vu máu tươi, bất quá, hắn cũng không có đem cái này tổ vu máu tươi lực lượng, hoàn mỹ phát huy được. Trước, lão phu vẫn không có nói cho ngươi, bách tà thể trên thực tế là ta vu tộc cao nhất bí pháp, ngươi tu luyện cũng không phải chân chính bách tà thể. Bởi vì, chân chính bách tà thể, là cần phải chiếm đoạt một tên tổ vu mới có thể luyện thành. Diệp Thần trong mắt tinh quang chớp mắt nói cách khác. Người nguyện ý truyền thụ ta chân chính bách tà thể. Nếu không, tà lão không cần phải, nói cho hắn những thứ này. Tà lão nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, có thể, nhưng, có điều kiện, ta tà khí, người đã hấp thu được xong hết rồi, cũng nên thả ta tự do. Diệp Thần không chút do dự nói, đồng ý. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 280.